Năm 2022, Tổng cục Đường bộ, Bộ Giao thông Vận tải đầu tư gần 312 tỷ đồng cho tỉnh Lào Cai, khắc phục xử lý 19 điểm đen tại quốc lộ 279, quốc lộ 4E và quốc lộ 4D, đoạn Lào Cai Sapa. Hết năm đã có 15 công trình hoàn thành. Các điểm được xử lý là nút giao thông đông người, mật độ giao thông cao, nhiều xe tải trọng lớn nhưng góc cua hẹp, tầm nhìn bị che khuất, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và ùn tắc giao thông. Các công trình được đầu tư bao gồm việc cắt, mở mới tuyến chính, sửa chữa cải thiện bề rộng, cao độ mặt đường tuyến chính, sửa chữa hệ thống thoát nước và bổ sung hệ thống an toàn giao thông. Năm 2023, ngành giao thông vận tải Lào Cai đã chuẩn bị khởi công 10 công trình xử lý điểm đen trên các tuyến quốc lộ với tổng mức đầu tư 203,5 tỷ đồng. Đồng thời dự kiến triển khai thêm 4 công trình với tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng.